Tôi trả tiền vay sớm được hay không? Xin thưa, đó là trả sớm được. Vậy thì lãi suất mới tính thế nào? Tiền lãi mới tính trên gốc mới. Phí trả nợ trước hạn thế nào? Xin thưa, là phí sẽ 0% tính từ lúc vay đến thời điểm nhận nhà. Ví dụ cụ thể đó là S3 ngày 26 tháng 4 năm 2021 và phí sẽ là 1,5% số tiền trả sớm trong 5 năm tính từ thời điểm nhận nhà. Ví dụ cụ thể này, sau ngày 26 tháng 4 năm 2021 đối với S3 trong 5 năm là 60 tháng và sau 60 tháng phí là 0%. Tính từ thời điểm nhận nhà. Thank you so much.